Đi uống cà phê được bao nhiêu lâu thì hai đứa mới quen nhau? Xong mà cái chuyến Phú Quốc về á, rồi có một lần ảnh chat với em á, hẹn em cà phê, thì thật sự là lúc đó là em cũng đã thích rồi. Cái xong ra ngoài bị ảnh dụ dỗ, Dụ dỗ làm sao? là anh nói bây giờ em có dám hôn anh không. Ra đi, đưa dỗ xong là ngay lập tức là chồng lên hôn em ngay luôn ạ. Vậy đó hả? Coi như là và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Phùng Nhật Thu, năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty du lịch ạ. Còn bạn? Em là Phạm Thị Mỹ Dung, em cũng là nhân viên văn phòng. Chung công ty. Hai vợ chồng làm chung công ty luôn? Dạ. Từ lúc trước khi lấy nhau luôn? Dạ, dạ trước khi lấy nhau luôn. Mà hai bạn làm chung nhau bao nhiêu lâu thì là để ý nhau? Khoảng gần hết một năm đầu tiên ạ. Lúc gặp nhau có cái ấn tượng gì không? Lúc đầu em không thích, em cực kỳ ghét luôn. Tóc thì hai lai, một bên vàng, một bên đen. Trời à. Trời, anh còn hút thuốc nữa anh. Anh hút chứ một hơi thôi dục. Theo đường lối của công tử Bạc Liêu đó. Sang quá đúng không? Quá sang luôn. Mỗi lần đi nhậu với bạn bè đều dành phần trả tiền hết. Em cảm thấy đó là một cái điều tốt hay là điều không tốt? Nghĩ là không tốt, tại vì xài lương ra chưa hết một tuần là đã hết sạch lương rồi. Nhưng mà lúc mà đăng cua em á, có dành trả tiền cho em không? Trả hết luôn chị, nói chung là đi cứ đi đâu có em thì cũng dành hết. Có một cái lần nào mà bỏ ra một số tiền lớn để mà làm một cái gì đó cho cô gái này không? Dạ có, kỳ đó là bạn em muốn đi Phú Quốc chơi, em bao là toàn bộ luôn, từ vé máy bay, khách sạn, tour, ăn nghỉ cho trong vòng 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà mời một mình bạn hay là mời dạ. một số bạn? Mình vợ em bây giờ đi thôi. Ủa lúc đó là đã yêu chưa mà, dạ. Chưa, em mới để ý chưa. Thôi chị. Mới để ý mà để cho người ta bao mình đi tour vậy chứ? Không phải, tại vì ảnh có người nhà làm ở dưới Phú Quốc thì em mới nhờ ảnh đặt khách sạn, nhưng mà em không biết là ảnh trả tiền cho mình. Cái lúc sau giờ anh kêu khách sạn thanh toán á, thì khách sạn nói anh kia anh thu anh trả hết rồi chị ơi. Hiểu rồi. Mà lúc đó vợ em đi mình, em đâu có đi theo đâu. Nhưng mà em có biết rằng là ở dưới Phú Quốc là có người thân của Thu không? Có anh. Có thì mới nhờ nè. Thế thì vậy là mới muốn đi xuống dưới Phú Quốc. Dạ. Lúc đó xuống dưới em bị tra khảo. Dạo đó gặp là dạ. Bố em làm gì đó, nghe em bao hết thì bố mới gọi con này ra. Nó bây giờ ngồi nói chuyện, nó tưởng là chắc con trai mình giới thiệu bạn gái xuống đây. Khi mà tối gần 3 tiếng đồng hồ luôn anh. Trời ơi. 3 tiếng đồng hồ thì chịu ra lý lịch hết luôn. Em ở Phú Quốc bao nhiêu ngày? Em ở 2 ngày anh. Sau khi từ Phú Quốc về thì tình cảm của hai người có thay đổi không? Thì từ từ sau một thời gian đó thì em mới nhận lời đi uống cà phê với ảnh. Trước đó thời gian đầu là không bao giờ chịu đi uống cà phê, hoặc đi uống thì theo ít nhất phải 3 người. Dạ, giống như hai ba người theo bảo vệ vậy. Sao em không nghĩ là mang theo cho em trả tiền cho chết? Sẵn năng ghét mà. Trời ơi. Đi uống cà phê được bao nhiêu lâu thì hai đứa mới quen nhau? Xong mà cái chuyến Phú Quốc về á, rồi có một lần ảnh chat với em á, hẹn em cà phê, thì thật sự là lúc đó là em cũng đã thích rồi. Cái xong ra ngoài bị ảnh dụ dỗ. Dụ dỗ sao? Là anh nói bây giờ em có dám hôn anh không. Ra đi, đưa dỗ xong là ngay lập tức là chồng lên hôn em ngay luôn ạ. Vậy đó hả? Coi như là thành ra là cái buổi đó là đáng lý là em chủ động, mà cuối cùng anh là em là kèo dưới luôn. Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ là Thu lúc đó là chỉ khích chơi cho vui thôi. Dạ đúng mà rồi. Ai ngờ cô ấy làm thiệt đó. Rồi có nghĩa là sau cái nụ hôn đó là hai đứa chính thức quen nhau. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, chị vẫn thắc mắc một cái là tại sao em không đồng ý cái thói tiêu xài của chồng em từ thời điểm đó? Cho dù là có bao em đi chăng nữa, tự nhiên em đâm đầu với em lấy làm chi? Tại vì cái tính anh hiền, chân thật, trong túi nhiều cũng có nói hết luôn chứ không phải là giấu giếm như người ta. Vậy em mới để ý, thì em mới bắt đầu em thích ảnh. Coi như là ngã gục là vì cái sự mà thật thà của chồng chứ không phải là vì cách tiêu xài của chồng, đúng không? Đúng rồi chị. Vậy thì sau khi lấy em rồi đó, cái mức độ tiêu xài đó là dừng lại hay là phát triển thêm? Giảm bớt chị, tại vì mẹ chồng có nói á là một ngày con chỉ phát cho nó bao nhiêu đó tiền thôi, 50 ngàn hoặc là 100 ngàn vậy đó thôi, còn bao nhiêu con giữ. Dạ khỏe dữ luôn luôn. Nghĩa là một ngày là chỉ có 50 ngàn thôi à. Ăn cái gì? Giờ này cũng lên được khoảng gần 200 ngàn rồi. Như vậy có nghĩa là tiền bạc quản lý chi tiêu trong nhà là em giữ hết. Dạ. Nói chung là bất cứ một món đồ gì em mua mà cỡ chừng trên 1 triệu là bắt đầu phải khai báo rồi. Khai báo chừng nào bà gật đầu mới dám mua đúng không? Dạ đúng rồi. Mua rồi mới khai báo hay là dạ, trước khi mua khai báo? Dạ mua rồi khai báo bị mệt lắm ạ. Có nghĩa là bây giờ phải làm đề xuất đúng không? Dạ phải làm đề xuất xin chữ ký. Xin chữ ký rồi mới được. Trên 1 triệu có được gì không hay là chỉ dưới 1 triệu mới được gì?
Dạ thường dưới 1 triệu thì có thể tự mua về báo về báo sau được. Dạ còn trên 1 triệu thì là phải đề xuất cái chữ ký. Dạ. Thí dụ trong trường hợp mà em phá lệ, em tự mua trước rồi em về báo thì chuyện gì xảy ra? Sống sẽ nổi. Sống nổi lên phải không? Sống bắt đầu luôn. Bảo luôn. Rồi lấy nhau xong rồi á, bây giờ có thấy những cái tật mà mình đã thấy trước khi lấy là đã xấu thì bây giờ xấu hơn hay là tốt hơn? Lòi đã nhiều thêm rồi. Lòi đã nhiều thêm, mà người nào lòi? Dạ, vợ em thì càng lúc càng cố chấp, ngang bướng rồi không bao giờ chịu nghe ý kiến em. Dạ, như anh nghĩ mua đồ, mua cái gì cũng đơn giản hơn 1 triệu cũng không có bao nhiêu mà cũng cứ phải xin này nọ, chờ lâu nữa. Nhiều khi xin 2-3 ngày mới được mua. Tại vì anh mua cái linh tinh lắm gì. Nhiều khi em thấy có tiền trong túi, thôi anh em ơi đi mua điện thoại đi. Mà mới mua tháng rồi chứ không đâu xa đó. Cứ là đi mua điện thoại, nó thôi mua gì chứ nữa. Cái mua cho em xong, cái thôi điện thoại cũ rồi, đổi luôn đi. Anh cũng nhờ vậy em cũng đổi được 2 cái điện thoại rồi. Mà trong đó cái đầu tiên là nhờ em, là do em ghen anh mới đập điện thoại thôi. Bây giờ mới lòi ra. Giờ em hay ghen. Có một lần cái chuyện lớn nhất được một vụ đó thì em tức quá, em nói không được, em mới đập luôn điện thoại của vợ là quan đúng không? Vợ ghen. Dạ quan ức, quan ức anh. Rất là đúng anh. Không, bên đây nó quan, đây không quan. Tại sao không quan mà tại sao lại quan? Tại vì á, ảnh có một người bạn trai, ảnh giới thiệu cho một cô bạn gái đồng nghiệp trong công ty. Mà một thời gian sau á, cô gái đó không rủ người bạn đi nữa mà cứ rủ ảnh đi. Cái em mới nói là anh ơi, cô đó thích anh đó. Đâu không nói, không chịu, nó không nghe. Cái sau nó có đâu mà có. Cái sau đó từ từ cái cô đó mới là rủ đi không được, cái đòi tới nhà. Đòi tới nhà cái anh này cũng không chịu. Tới bữa đó anh đi công tác, cái cô đó qua đón anh. Đón nhau đi công tác. Em đi công tác về. Hay là đi công tác xong rồi đón nhau về. Đón về. Rồi về về nhà ảnh hay về nhà cổ? Không, có mẹ em đó nhưng không đón được. Rồi sao? Anh mới nói đó, hết chưa, bây giờ không tin đó, người ta thích mình như vậy nó không tin. Nhưng quyết là không. Cứ kết tội em nói bây giờ cuối cùng em phải nói là cô đó có gì hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là anh có gì hay không. Anh không có gì thì tất cả mọi thứ đều là không có vấn đề gì cả. Dạ nhưng vẫn không, vẫn lôi ra. Rồi xong rồi ví dụ tranh luận bất cứ chuyện gì cũng đều lôi cô đó ra hết. Không phải anh, tại vì người ta nhờ một lần thì được. Còn em nhờ tới 5-6 lần nữa mới được một lần. Thậm chí nó quạo lên mới chịu làm. Tại sao vậy? Dạ tính em hơi lười. Ví dụ như dạ lười lại nhiều khi hơi đang chơi game chút, rồi vợ kêu đi làm này làm kia thì nói chờ chút xíu. Nhưng mà tại sao cô kia nhờ cái em đi làm liền? Dạ, nhờ việc trong công ty thì em luôn làm liền, nhưng mà về nhà thì hơi chậm chút, hơi lười, với lại mê game chút thì nhiều khi đang dở dang. Em vừa ý chưa? Em vừa ý cái lời giải thích này chưa? Dạ chưa. Chưa nói tiếp. Nói có khi nào mà xong là thôi mà. Mỗi việc nhà cuối cùng anh đều không không không. Bây giờ cho hỏi là tới bây giờ thì cái cô đó cũng còn nhờ nữa không? Không. Không vẫn còn nhờ, nhưng mà nhờ trên tính chất là công việc. Sao em biết? Dạ đâu có. Sao em biết là tính chất công việc? Phải tin tưởng ảnh chứ. Dạ với lại kiểm soát được em toàn bộ từ Yahoo, Gmail, Hotmail, tất cả Facebook đều có bắt vật của em hết mà. Nhưng mà em có chắc chắn là em đã quản lý được hết chưa? Nghĩ là cũng chưa đâu chị. Theo em cái quản lý kiểu đó là chặt đó phải không? Thu có cảm thấy khó chịu khi mà bị quản lý kiểu đó không? Dạ cũng khó chịu lắm chứ. Giờ chị hỏi thiệt lòng em nè. Dạ. Em sẽ cảm thấy em chịu đựng được cái chuyện quản lý này trong bao lâu? Chắc cũng vài năm nữa là chứ cũng vậy hoài cũng khó chịu lắm ạ. Cái cách quản lý nhau của hai vợ chồng hiện giờ theo chị cảm nhận là nó chưa ổn, đúng không? Đúng rồi chị. Bây giờ tụi em thử cân bằng lại coi làm sao. Bây giờ thử ngược lại, áp dụng trong vòng thử 2 tháng. Em sẽ kiểm tra email rồi Facebook rồi tất tật những cái gì thông tin của vợ em giống như vợ em đã kiểm tra em. Thử coi là cái cảm giác của mình như thế nào. Khi mà cái cảm giác của mình cảm thấy không chịu được nữa, khó chịu thì mình sẽ hiểu được cái đối tác của mình họ sẽ khó chịu như thế nào. Cho nên bây giờ tụi em về thử bằng cách như vậy để mà hiểu được cái cảm xúc của nhau. Khi mà mình bị như vậy thì tự tụi em sẽ tìm ra được cái cân bằng thôi. Ngay ngày hôm nay, tối nay về làm thử luôn nhé. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ,